Đâu có phải đâu, 49 gặp 50. Thôi. Tội nghiệp mẹ, mỗi lần mà hai chồng lục đục mẹ chịu tận. Thật sự cưới về rồi nó bắt chồng nấu không? Chồng mẹ mẹ lo đi, chồng con lo. Giờ mẹ có dột đồ con ra con cũng bò vô. Không được. Nói sao ạ? Thôi con giỏi mẹ đây, mẹ giữ con đi làm xuống chết không ở mà mẹ muốn đi trả làm gì ai giữ được. Nó đúng ra con dâu này hồi trước á là nó làm con nuôi của mình. Tại vì cái siêu thị điện máy sáng bên đó rồi làm con nuôi, cô bán buôn bán rồi qua làm con nuôi rồi cũng ba lợi uống nước này kia đó. Rồi đúng ra thì con trai của mình á là trai Út. Thì sáng rồi nó đi làm rồi chiều nó mới về thì hai đứa không biết mặt. Thì thời gian sau cái nhân viên rồi mới ghẹo rồi nói thôi mày làm dâu quá cho rầu đi, mày làm nuôi chi. Nó bảo bộ bán con trai hay làm dâu. Đó, thời gian sau này rồi cái hai đứa quen nào cô cũng không biết nữa. Trước khi vô làm đất là bên điện máy. Dạ. Làm điện máy rồi mới để ý cái bên. Không phải đâu, không phải là ý gì. Nghe người ta đồn là nhà kế bên đó bà Bảy có thằng trai quậy lắm, mình bực, mình cua bỏ ghét. Trời. Rồi xong đó bạn kia mới giữ. Bạn kia thì nghe đồn là bên Thanh Vi có con đó nó chảnh lắm, cá mày cua nó cách bia. Ờ đâu có phải đâu, 49 gặp 50. Thôi. À hay à. Thật sự là không biết luôn, cho tới khi mà một cái ngày mà hắn cầu hôn mà hắn chở vô trong hai cái bên đường cây không với lại một cái dòng sông mà nó chết bà này, giờ vô đây chạy không được, coi tình hình coi sao. Thắng xe lại tối thui hai bên cây không, kêu là em biết sao anh chở em vô đây không, nói không mà run muốn chết, run mới nói giờ có làm gì cũng không làm lợi đâu. Xong rồi cái ông mới nói là bạn anh nó nói cá anh kết bia. Thật sự anh quen em, anh ăn kết bia rồi. Nhưng mà cái đó là anh thắng bạn anh, nhưng mà anh thương em thiệt. Giờ anh chở em vô đây cho em biết là hồi xưa nhà của anh là ở đây. Rồi quy hoạch, rồi ba mẹ mới dời lên đó cho em biết là cái nguồn gốc của anh là cái chỗ này. Cái nói mô Phật. Xong nói giờ thế xong rồi nói giờ, ổng nói là giờ em về nói ba mẹ đi rồi rồi tính, nói sao anh đòi mày thì anh không chịu nói. Ông kia thì ổng trời ơi ổng nhát lắm, nhát mà dám ăn kết bia người ta. Xong cái ổng nói giờ em nói đi chứ anh đâu biết nói làm sao. Anh có biết chị là con nuôi của mẹ chưa? Thì lúc đó hai mẹ con cũng hợp lắm, thân lắm rồi. Thời gian làm điện máy là em nghiện xì tin đó, một ngày uống mấy chai, mà thời điểm đó là mình uống là đâu có trả tiền liền đâu, thiếu từng trả lần thiếu. Tới khi đám cưới về cái thấy cái sổ này gì cái mình tò mò mở ra ăn dâu thiếu một chai, hai chai, ba chai. Trời, đến khi lấy rồi vẫn còn thiếu. Cưới về rồi mới thấy sổ mẹ ghi nợ á. Người ta qua uống chị tiên đi nè, nhiều quá ra là cố tình ta làm con nuôi để uống chị thiếu. Chị làm bây giờ lấy rồi đâu có cần trả nữa chị. Trả gì nữa. Xong về bây giờ chồng cũng ghiền luôn. Là có nghĩa là tối mà trước khi đi ngủ là hai chồng đem chai vô uống. Mà là vợ ở sau là nói chuyện với mẹ đánh trống lảng, là chồng lên trước lấy rồi khỏi trả tiền. Cái đề tài mẹ chồng nàng dâu là muôn thuở luôn, ai cũng than. Tới bạn mình nó lấy chồng trước mà nó còn đăng status lên, ước gì đừng ở chung má chồng. Mình coi xong rồi nó trời ơi gì thấy ghê vậy. Cái đám cưới về cái hai ba bữa đầu ăn cơm rồi cũng rụt rè lắm, mà nay ăn bình thường, nay ăn ngon lành, ăn mạnh mạnh miệng hả chị ha. Mạnh miệng. Đói ăn, đói ăn. Có bao giờ mà mẹ chồng làm em khóc một mình không? Khóc hả? Mẹ chồng làm khóc mà nhớ chồng khóc nhiều. Khóc chồng lên đâu. Khóc mẹ chồng. Tội nghiệp mẹ, mỗi lần mà hai chồng lục đục là mẹ chịu trận. Ồ vậy thôi chứ ngoài ra là không có khóc mẹ một cái vấn đề gì hết. Mà chịu trận là sao? Là tại vì họ làm chung lên đây. Đứng ở giữa phải không con hả? Cô cũng khó xử lắm. Một bên là con, một bên là dâu. Nó thật sự chứ 3 năm mà tới 5 cái cửa luôn. Năm cái cửa phòng á hư á hả? Mỗi lần ông giận ông đập bể cái cửa, thay vì ông đập mình thì ông đập cái trời ơi. Mà lúc thời điểm đó mình sót tiền mình làm cái cửa Mika, xong rồi lúc ông đi Mỹ về mình nói cha trận này mình đầu tư cho giữ cái cửa vào, mình chơi cái đầu cửa kiến với lại kiến cường lực á. Là không, mà từ hồi đi Mỹ về tự nhiên cái khác, thay đổi tánh rồi, thay đổi xa rồi mới biết được những cái bên mình là những cái thứ quý giá. Tự nhiên về tự nhiên quay 180 độ luôn. Nhậu giờ không nhậu, bạn điện đưa vợ nghe nói anh đi về trên vợ rồi.
mà từ cả một năm nay là không có gây lộn, thấy cũng nhạt nhẽo. Tao đừng gây nữa con, để cho ba mẹ yên tâm. Đây nè, để mẹ nói con nghe nè. Đó, ha. Đợi rồi đó. Chắc giờ là đây là coi như là chỗ mà để mẹ chồng nàng dâu để là phân bua ra để con suy nghĩ. Từ nào giờ mẹ 4 năm nay mẹ rất là thương con, mẹ rất là lo hết tất cả ha. Thì giờ con là dâu Út, thì Út có trong nhà thì tự nhiên là con vợ chồng con phải lo. Mà chắc giờ nhà vợ Út lo mà vợ không biết nấu ăn sao chú Quỳnh Linh? Không biết nấu luôn hả? Nấu cơm được, nấu canh thì canh dền nêm đường cô ăn có được. Vậy rồi sao, rồi ai nấu cho mẹ chồng ăn? Lúc trước mới cưới về cô cũng làm con nuôi cô cũng làm. Thật sự cưới về rồi nó bắt chồng nấu không. Cô cũng dạy thì chắc giờ nói chung là cô cũng là quấn cái tâm lý lắm. Cô mua sách mà nấu ăn cũng 3-4 cuốn đừng cô để đó. Mẹ kho cá sao mẹ? Dẫn sách ra cái chuyện kho cá con. Mẹ nấu con chua sao mẹ? Đó có cuốn sách đấy con. Mình đang tâm lý là đang trong quá trình làm ăn được á, tập trung làm ăn. Biết là giỏi cỡ nào cũng phải là một thời gian phải lui về hậu cung thôi. Mình đang cái trớn mình đang làm tốt. Cho nên là nhiều khi về làm nó đuối chung vô phòng nằm luôn. Bữa rồi đi tiệc công ty á, thấy có món ngon lắm về cũng quyết tâm trận này làm cho mẹ giật mình. Là về là nói là mẹ cứ ngồi cứng đó mẹ để đó con. Con tập trung làm, mẹ làm là cái hư sách con hết. Là con tập trung làm, tập trung cao độ làm món đó. Về làm mẹ nói để tao thử coi nó như thế nào mà mày làm nghe cũng long trọng quá. Lát mẹ nó ăn xong cũng đứt quá. Xong rồi mình ăn mình thấy cũng không được, sao mà mẹ ăn được. Nhưng mà giờ tới giờ cô còn cái gì không vừa lòng con gái nữa không? Cô không vừa lòng là có con cái như vậy là coi như mẹ rất là khuyên con. Chồng con có đi làm vì bè bạn rồi 1-2 ly rượu về thì nó xỉn đi cho nó nằm nghỉ đi. Thì sớm mơ thì con nói gì con nói tỉnh rượu rồi thì con nói. Thì tất nhiên là nó im. Còn có cái chị này mà vừa bực mình vụ rượu mà lại vừa ghen. Hãy chồng đi thì nó đi 9-10 giờ về đi chơi với cô nào ghen lên rồi nhận ông kia thì tất nhiên là rượu bực nữa đục. Ai đục ai cô? Cũng có đục cửa nó bể nó là cô nói là coi như 4-5 năm cái cánh cửa đó. Bên đây là vốn mặn quả tánh nóng nhỏ công cao mà cái gì thì phải làm liền để mai quên phải nói liền. Đúng rồi. Ông kia thì cọc giờ làm sao giờ đập cái cửa xong giờ mình qua bên đất làm nhiều khi còn phải ngoại giao cũng phải nhậu. Bởi mình thấy nhậu rồi đâu phải ai nhậu cũng hư thì giờ nó cũng uống 1-2 lon bia. Cô mẹ chồng cô cũng biết cái điều đó là cô cũng dẫn cho uống. Yeah. Uống rồi về là cô mới dạy. Cô nói nè con đi khách hàng đó, là bè bạn rồi này kia con uống 1-2 lon bia thì chồng con uống thì con cũng vợ con uống rồi con mới biết, con mới thông cảm cho anh chồng. Giờ con cũng hiểu rồi. Thôi con xin lỗi mẹ nha. Có con dâu nào mà về dám nói với mẹ chồng gì không? Thấy anh chồng nó xỉn cái rồi cái bữa đó ba chồng nó cũng đi đám về xỉn cái về biết nói sao? Mẹ. Chồng mẹ lo đi, chồng con lo. Với lại ở nhà thoáng lắm. Con thì con binh ba chồng lắm. Tại vì ba chồng tuyệt vời lắm, chuẩn đàn ông luôn. Lúc nào cũng ước trong bụng nói chồng, ước gì chồng được 50% của ba thôi. Là cưng dữ lắm. Xong rồi bữa rồi chú hai cứ mới qua rủ lúc đó cũng gần 7 giờ tối rồi. Thôi nói chuyện kỳ quá. Mẹ mình phải khai chứ mẹ. Đúng rồi phải khai chứ. Thế mà con hứa là con mẹ vẫn về chung. Rồi bỏ cô ở dọc giữa đường đó. Bữa đó là chú hai bên đối diện qua rủ ba nói là anh Bảy quán dê Ninh Thuận bán ngon lắm, tôi với anh xuống ăn cho biết, làm vài lon rồi về. Thì mình biết rằng ba sẽ không đi đâu, mình biết tánh sống chung biết mà, cứ theo suối ba đi đi, ba đi cho biết, ba không có ra quán gì hết, quán nó ngon lắm. Nói một hồi sau chú hai cũng nhiệt tình, cái xong ba với chú hai lên đường, con với lại chồng với con rồi vô phòng, cái mẹ gõ cửa cốc cốc cốc, hỏi gì mẹ, mày thấy ba mày đâu? Ba với chú hai đi xuống quán dê rồi. Mà nãy chú hai rủ mà ba không có đi rồi. Con nói thôi ba đi đi giờ đâu. Đâu có làm gì nữa đâu. Chồng mày đi nhậu thì mày mát tao, mà chồng tao thì mày suối. Không có gì mày ráng chịu. Mày đừng kêu tao. Rồi xong đi xăm xăm ra ngồn ngủ. Đúng chứ giận chứ. Chồng mày giữ, chồng tao mày suối đi nhậu hoài. Có bao giờ mẹ con thân vậy mà có bao giờ cô dâu làm mà cô buồn rồi cô khóc không? Có chứ. Có luôn hả? Là lúc đó là nó mới sanh là coi như được 1 tháng là cô là bên ngoại rước về. Thì đầy tháng thì cô cũng mời với dòng họ này mấy gì nó đồ lên hết. Với bè bạn của cô cũng đông lắm nha. Lên rồi cái mới nói thôi dắt vợ, thôi chị ơi thì chị đi làm thì bỏ nó nhà, có mình ở nhà tội nghiệp.
Thôi chị cho tôi rước anh Thối về dưới. Là chị, anh với chị Trịnh không có chịu, không có cho. Là nói thôi chị, tôi nuôi mấy chị nó là 3 tháng lận. Thôi chị thông cảm để cho tôi nuôi 3 tháng đó. Thôi mình về. Xong đám rồi mình về. Về thì trong vòng có 5 bữa nó điện nó nói mẹ ơi giờ mẹ đâu. Nó nói ba mẹ đi phóng sanh cá ngoài cầu Xuyên Á nè. Có gì không? Con có gì không? Con về rồi mẹ ơi. Tôi nói ủa cái gì kỳ vậy? Thì thâu tắt máy nó ủa sao hổng mình rước là anh chị Trịnh không cho mà lý do sao bữa nay nó về dưới này. Rồi mình tức mình quá mình mới điện hỏi ủa thố con có hỏi anh chị không? Không có mẹ, con trốn về, anh kêu xe anh trốn về á. Thì về ở đâu trọng vọng, nói chung lại là khoảng nửa tháng à chú Huyền Linh ơi. Cái hai vợ chồng nó cứ sực nhau cái rồi cái xách đồ. Thì xách lại đường mà, xách đường tránh mà, xách đồ ra. Điện taxi lại cái cô đâu có cho đi. Tôi nói đây nè, con mới về, con mới sanh mà con đi á. Thì mẹ không có đồng ý. Giờ hãy cái lộn hai chồng, mấy cái lộn thôi đứa nhìn chút đi cái hở ra cái đi. Cái anh điện xe lại cô không cản nữa, cho đi luôn. Đi về Trịnh nó thiệt không được là 10 bữa nữa nó trở về liền. Đã trước khi đi là cô nói rồi, cô nói á. Hồi trước á là cô á là trầu rượu cô đi cưới hỏi ông bà cô bác đàng hoàng. Đi á thì dễ mà về thì khó lắm, nhưng con hãy con đi á thì không ai nói mà con về rồi á chị chồng con rồi em rể anh rể rồi nó coi con không ra cái gì. Đừng có đi mà la cạn cỡ nào cũng đi. Trạng nó về cái rồi cái cô cũng nó thiệt cô thương cháu lắm. Đi cũng giận lắm, nhớ cháu giận lắm, đi rồi cái về là cô cũng mừng mình đều giận mình đến chi nặng mình lầy ra mình chỉ dạy cho nó. Là từ đó tới sau giờ không dám đi nữa. Giờ cái hở ra kia ở trong cái lộn mẹ giờ mẹ có dột đồ con ra con cũng bò vô không đi. Nói sao ạ? Thôi con gọi mẹ đây mẹ giữ con đi làm sướng chết không ở mà mẹ muốn đi về trả làm gì ai giữ được. Mẹ là chỉ có một cái vấn đề đó là hâm đồ ăn đồ hay bật cái bếp lên rồi bà nào ghé cái bu lại là thôi rồi xong. Bữa rồi nấu cái nồi cháo gà đó, lúc đầu nấu nồi bự vậy nè, cái bà Sáu ghé chơi lên ngồi nói hồi cái nó khét cái nồi này bỏ qua cái nồi kế khác ba cái liên tiếp luôn trời. Cô thì nói đúng ra cô cũng là vui tính với cô đi du lịch nó nhiều, thành thử bè bạn cô giờ nó không phải đồng trang lưới với cô, giờ nó tính ra khoảng 25 bà đó. Ở xa thì thôi, còn ở gần gần mấy bà cứ không có ngày làm hai chập ghé nhà cô thôi. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Hai mẹ con rất là vui. Xin gửi tặng cô một cái kỷ niệm của chương trình. Để mình xem mình chương trình, mình nhớ chương trình ha. Chúc hai mẹ con sức khỏe, hạnh phúc nha. Chào mình lên, chào cô.